Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, ngày 5 tháng 4, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn tìm những người tiếp xúc với nữ bệnh nhân COVID-19 thứ 183 tại những nơi mà bệnh nhân này đã đến. Theo đó, trong hành trình di chuyển trước khi được xác định mắc COVID-19, bệnh nhân 183 đã đến các điểm dưới đây. Phòng khám Đông y Mộc Linh tại 182 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân 183 đã đến phòng khám này vào các ngày 17 tháng 3 từ 8 giờ đến 8 giờ 30, ngày 18 tháng 3 từ 10 giờ 30 đến 11 giờ, ngày 22 tháng 3 từ 12 đến 15 giờ, ngày 23 tháng 3 từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 30, ngày 24 tháng 3 từ 12 đến 14 giờ. Phòng khám JCK số 5 Hàng Chuối, Hà Nội. Bệnh nhân 183 đến đây hôm 18 tháng 3 từ 13 giờ 30 đến 14 giờ. Ngày 19 tháng 3 từ 10 giờ đến 11 giờ 30. Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hương Sen, số 5 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, từ 9 giờ đến 10 giờ 30 ngày 18 tháng 3, bệnh nhân đã tới đây. Khách sạn Sheraton Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội, bệnh nhân 183 tới đây từ 9 đến 12 giờ ngày 20 tháng 3. Bộ Y tế đề nghị người dân có mặt tại những địa điểm này trong khoảng thời gian trên cần liên lạc ngay với trung tâm bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, tính đến sáng nay ngày 6 tháng 4, đã có hơn 200 mẫu xét nghiệm liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh Thanh Hóa có gần 2.000 trường hợp người đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến nay. Tất cả được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong đó, trước mắt sẽ ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp nghi nhiễm và những trường hợp khám điều trị và người chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, thần kinh, trung tâm tim mạch, trung tâm bệnh nhiệt đới và những người có đến khu vực căng tin của Bệnh viện Bạch Mai. Đến nay đã có 341 trường hợp được lấy mẫu, trong đó 212 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm và đều âm tính với COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đang vận hành tối đa hệ thống xét nghiệm để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa đã thay vì kê đơn thuốc cho người mắc bệnh mãn tính đủ dùng trong vòng một tháng như trước kia, thì từ tháng 4 này, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện kê đơn thuốc cho bệnh nhân dùng trong 2 tháng. Bệnh nhân được cung cấp số điện thoại của bác sĩ khám bệnh để yêu cầu tư vấn từ xa khi cần thiết. Ngoài ra, bệnh viện đã bố trí cân đối số lượng bệnh nhân khám bệnh trong 2 buổi sáng và buổi chiều để hạn chế tập trung đông người. Trong thời gian cao điểm phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa cũng hạn chế chỉ định nhập viện điều trị nội trú. Chúng tôi còn triển khai các biện pháp như cho bệnh nhân số điện thoại để khi cần có vấn đề gì thì chúng tôi sẵn sàng để đáp ứng, bệnh nhân thể ngồi ở nhà liên hệ bác sĩ điều trị. Những tình huống khẩn cấp thì chúng tôi có thể cử người đến tận nơi để mà chăm sóc phục vụ bệnh nhân với mục tiêu là cũng tránh tụ tập đông người và tránh gây chéo trong bệnh viện. Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý gần 6.000 trường hợp mắc các bệnh mãn tính thường xuyên khám và điều trị tại bệnh viện, trong đó có khoảng gần 80% là người cao tuổi. Đây là những đối tượng có nguy cơ bệnh diễn tiến nặng nếu nhiễm COVID-19. Do đó, việc quan tâm dự phòng cho những người mắc bệnh mãn tính trong thời điểm này là rất cần thiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, người tiêu dùng luôn kỳ vọng sẽ mua được giá thịt lợn rẻ hơn từ 20 đến 30% so với mức giá hiện nay, khi 15 doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi cam kết giảm giá lợn hơi còn 70.000 đồng 1 kg bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Tuy nhiên, hiện giá thịt lợn vẫn còn ở mức cao. So với các mặt hàng khác, giá thịt lợn ở các siêu thị đang ở mức khá cao. Thịt lợn vai 152.000 đồng 1 kg, thịt nạc thăn 168.000 đồng 1 kg. So với cách đây một tuần, giá thịt lợn tại siêu thị chỉ giảm 7.000 đồng 1 kg, một mức giảm không đáng kể. Tôi cũng mong muốn là nói chung là giá thịt mà được giảm thì càng tốt cho người dân. Bởi vì ở cái thời điểm kinh tế khó khăn như thế này thì thực phẩm giảm thì sẽ đỡ được về cái gánh nặng tài chính cho người dân. Còn tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, giá thịt lợn đang dao động từ 130.000 đồng đến 150.000 đồng 1 kg tùy loại. Mức giá này giảm trên dưới 20.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, đây là mức giá đã được duy trì từ trước đó, chứ không phải là giảm sau ngày 1 tháng 4. Trên thực tế, từ sản xuất đến tiêu dùng các mặt hàng, trong đó có mặt hàng thịt lợn, còn tồn tại rất nhiều khâu trung gian. Trong khi đó, phần lớn thịt lợn đến tay người tiêu dùng trên địa bàn Thanh Hóa chủ yếu là nguồn cung từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc các gia trại được tiểu thương mua về trực tiếp giết mổ hoặc lấy lợn móc hàm từ các điểm giết mổ tập trung.
Việc tái đàn lợn chưa nhiều do giá lợn giống còn quá cao và hiện vẫn đang mất cân đối về mức cung cầu là nguyên nhân chính khiến sau một tuần doanh nghiệp chăn nuôi lớn cam kết giảm giá thịt lợn. Nhưng giá thịt lợn tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ cho đến siêu thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoàn toàn chưa có dấu hiệu giảm giá như kỳ vọng. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 3 năm 2020, tại các khu vực nuôi cá lồng trên sông Chu chảy qua một số địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng của 62 hộ dân chết hàng loạt với số cá bị chết trên 11 tấn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xuống thực địa kiểm tra, chẩn đoán và tiến hành thu mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân. Theo kết quả kiểm tra xét nghiệm của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, các mẫu cá chết, mẫu môi trường nước tại thời điểm lấy mẫu lúc 12 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2020 cho thấy hàm lượng nitrat nitrogen trong nước cao hơn tiêu chuẩn. Mẫu cá có nhiễm vi khuẩn Pseudomonas sp là loại vi khuẩn gây chết trên cá. Tuy nhiên, theo các nhà chuyên môn, đối với hai tác nhân này chỉ gây hiện tượng cá chết với tỷ lệ thấp và chậm. Còn đối với hiện tượng cá chết nhanh, tỷ lệ cao, tại thời điểm lấy mẫu, có thể tác nhân chính không còn hiện hữu. Các chỉ tiêu khác đều nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn Quy chuẩn Việt Nam QCVN08, QCVN0222 và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1. Hàm lượng nitrat nitrogen của 3 mẫu đều cao hơn so với Quy chuẩn Việt Nam QCVN08. Hàm lượng dao động từ 2,38 đến 5,16mg trên 1 lít, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cá. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đề nghị huyện Thọ Xuân tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt bất thường để có biện pháp xử lý kịp thời. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, hiện nay virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 đã có sự tiến hóa. Giai đoạn trước, các bệnh nhân là những người về từ châu Á, còn giai đoạn hiện nay, các bệnh nhân nhiễm virus có nguồn gốc bắt đầu từ châu Âu chiếm đa số. Virus mà Việt Nam phân lập được trên ca bệnh COVID-19 về từ châu Âu thì khác với virus gây bệnh tại châu Á. Đây là phát hiện hoàn toàn theo xu hướng chung của thế giới. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là nơi phân lập thành công virus corona chủng mới SARS-CoV-2, gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đưa Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia phân lập thành công chủng virus này. Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang xem xét xử lý hơn 20 người tổ chức ăn nhậu bên trong trung tâm cách ly y tế ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Theo đó, gần hết hạn 14 ngày cách ly theo quy định, một nhóm hơn 20 người đang cách ly y tế tập trung tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhậu nhẹt. Sự việc bị phát hiện sau khi xuất hiện ảnh ăn nhậu của nhóm thanh niên này trên mạng xã hội vào chiều 3 tháng 4. Nhóm người này cùng quê ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Họ là những người lao động từ Lào về qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo và được cách ly tập trung tại huyện Minh Hóa. Nhóm người này đã góp tiền đặt mua hoa quả, gà, vịt, bia, rượu qua mạng xã hội. Sau đó, người bán đưa hàng đến treo ngoài hàng rào trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa, rồi ra lấy mang vào phòng cách ly để tổ chức ăn nhậu. Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa triệt xóa thành công 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, bắt quả tang 17 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan. Theo đó, tại một bãi đất trống thuộc tổ 16, ấp Vĩnh Hòa B, lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang phối hợp với công an xã Cần Đăng bắt quả tang 11 đối tượng liên quan cùng tang vật gồm 2 con gà đá, 2 cặp cựa, 1 bộ lắc tài xỉu, 9 điện thoại di động, 14 xe máy, số tiền gần 8 triệu đồng. Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, tại bãi đất trống thuộc tổ 29, ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa, công an huyện Châu Thành phối hợp cùng công an xã Hòa Bình phát hiện bắt quả tang 6 đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 con gà đá, 10 cặp cựa, 10 cuộn băng keo, hơn 4,6 triệu đồng tiền mặt trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, ngày 5 tháng 4, đơn vị tiếp nhận một trường hợp chuyển lên từ tuyến huyện bị ngộ độc nặng do ăn nhầm nấm độc. Bệnh nhân là Lý A Bia, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại bản Nậm Pan, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Bệnh nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng nhiều, đi ngoài phân lỏng nhiều lần sau ăn nấm độc ngày thứ 3. Dù được các y bác sĩ hồi sức nội khoa tích cực, song bệnh nhân vẫn rất nguy kịch, nguy cơ tử vong đến 90%. Cùng ăn nấm với Lý A Bia có em họ là Lý A Cự, sinh năm 2008, đã bị tử vong ngay sau khi ăn. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng
0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.